tàn qua thôn xóm. Gieo bao đau thương bao điều tàn từ ngày anh vắng xa. Nay qua đôi thu yên bình rồi tình ta lên hương ngang. Như hương hoa son vang bên thềm nhẹ nhàng như ngắt say. Những cánh hoa xinh đẹp và những tà áo trên ba nữ ca sĩ trẻ Trúc Lâm, Trúc Linh, Bảo Hân và các vũ công là niềm hạnh phúc thật dễ thương mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong nhạc phẩm Hoa Xoan Bên Thềm Cũ của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Chúng tôi mời quý vị cùng bước vào chương trình Paris by Night, chủ đề đêm nhạc thính phòng với dòng nhạc của ba nhạc sĩ Tuấn Khanh, Từ Công Phụng và Vũ Thành An. Cảm ơn Trúc Lâm, Trúc Linh và cảm ơn Quốc Công. Cảm ơn Bảo Hân. Anh Ngạn à, hôm nay là cái chương trình rất đặc biệt vì lần đầu tiên Trung tâm Thúy Nga làm một cuốn video với chủ đề nhạc thính phòng. Nhưng mà có một cái điều em vẫn thắc mắc là không hiểu khi người ta nói đến nhạc thính phòng có nghĩa là sao anh? Hình như có một lần tôi nói là nhạc thính phòng là phải thính tai lắm mới nghe được. Hoặc là nhạc thính phòng là hạt nhạc mà hát ở trong phòng nhưng ra ngoài đường không hát được. Thưa quý vị, thường thường chúng ta dùng cái chữ nhạc thính phòng thì chúng ta dịch nó không có sát nghĩa lắm. Trước đây ở bên Pháp nó có cái chữ là music de chambre, hay là chúng ta tiếng Anh gọi là chamber music, để mà phân biệt với loại nhạc khiêu vũ. Có nghĩa là quý khán thính giả ngồi để thưởng thức những bản nhạc đó. Nhưng mà chuyển sang bên tiếng Việt thì có lẽ là nó không có chính xác về cái chữ đó lắm, mà chúng ta không có định nghĩa được. Có lẽ là nên nói về cái đặc tính của nhạc thính phòng thì đúng hơn. Đặc tính của nhạc thính phòng là thường thường chúng ta thấy là thứ nhất là cái giai điệu nó chậm. Chẳng hạn thính phòng của chúng ta không có hát nhạc rock. Thứ hai nữa là nhạc thính phòng là nhạc rất chú trọng về lời ca, tức là cái lời của nó nặng về chất thơ. Chẳng hạn như là cái lời nó phải hơi mơ hồ một chút, nó nặng về văn chương. Mơ hồ là sao anh? Là khó hiểu hay là sao? Chẳng hạn như là bây giờ chúng ta nghe cái dòng nhạc tiền chiến, chúng ta thấy thí dụ những bài như là Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay, hay là Gió Bay Từ Muôn Phía Đến Đây Ngập Hồn Tôi, thì cái đó chúng ta gọi là nhạc thính phòng. Nó có cái đặc tính đó về văn chương. Còn nếu chúng ta nghe những cái lời nhạc mà nó hiện thực quá, chẳng hạn như là Khi Tôi Sinh Ra Mang Được Ngay Tiếng Con Nhà Nghèo, hay là Nhà Em Có Cơm Dưa Với Cà Và Có Em Thơ Mẹ Già, Mẹ Thương Em Lắm Anh Ơi, thì cái dòng nhạc thứ hai đó chúng ta gọi là dòng nhạc đại chúng. Dĩ nhiên ở đây là chúng ta không có đề cập tới cái giá trị, tại vì nghệ thuật là do cái thị hiếu, cái sở thích và cái sự phán đoán của từng cá nhân, cho nên chúng ta không thể gọi được là loại nhạc nào cao hơn hay là giá trị hơn loại nhạc nào. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ giới thiệu nhạc thính phòng mà chúng tôi đang nói đến đặc tính. Thứ nhất là giai điệu thường là chậm. Thứ hai nữa là văn chương nó rất nặng về chất thơ, để cho người ta nhớ mãi cái đó. Và thứ ba nữa là nhạc thính phòng chúng ta thường dùng cái chữ gọi là nó có giá trị lâu dài, hay là gói ghém trong mấy chữ chúng ta gọi là vượt thời gian. Bởi vì nó khác với nhạc thời trang, có thể nó bùng lên rất là mạnh, nhưng mà nó lại có thể suy tàn ngay sau đó. Thì không phải là riêng nhạc Việt Nam, mà ngay trong nhạc ngoại quốc nó cũng như vậy.
Vâng, thưa quý vị, nói đến nhạc thính phòng thì có rất nhiều những nhạc sĩ từ thời tiền chiến đã viết. Tuy nhiên hôm nay Trung tâm Thúy Nga muốn gửi đến quý vị ba dòng nhạc rất đặc biệt của ba nhạc sĩ Tuấn Khanh, Vũ Thành An và Từ Công Phụng. Vâng, thưa quý vị, trước hết là nhạc sĩ Tuấn Khanh. Ông sinh năm 1933 tại Nam Định và ông bắt đầu cho chúng ta những bản nhạc nổi tiếng từ giữa thập niên 50 khi ông di cư vào miền Nam năm 1955. Điển hình là bản nhạc quý vị vừa thưởng thức, nó có cái không khí vui tươi. Mặc dù là năm 55-56 thì tôi có hỏi là nhạc sĩ Tuấn Khanh là thời đó thì miền Nam chúng ta chưa có chiến tranh, mà cái dấu tích chiến tranh đã nằm ngay ở trong tác phẩm đầu tay của ông là Thăm Em Đôi Ngày Rồi Anh Đi. Thì nhưng mà dù sao đi nữa chúng ta cũng thấy được là chiến tranh cái đó nó cũng giống như thời mà nhạc sĩ Lam Phương viết những bài như là Trăng Thanh Bình hay là Tình Anh Lính Chiến, tức là chiến tranh nó chưa có hung bạo, nó chưa có lan rộng trên đất nước miền Nam, cho nên nhạc của Tuấn Khanh cho chúng ta thấy như là cô Kỳ Duyên nói lúc đầu, một cái niềm hạnh phúc rất là nhẹ nhàng của một người lính chiến xa nhà nhưng mà lại trở về thăm và luôn luôn nhớ cái hình ảnh của cây xoan bên thềm cũ. Đó là một trong những tác phẩm đầu tay mà lát nữa đây khi quý vị gặp gỡ nhạc sĩ Tuấn Khanh, quý vị sẽ được nghe chính tác giả nói thêm về những công trình sáng tạo của mình. Và thưa quý vị, nói đến nhạc sĩ Tuấn Khanh là chúng ta phải nhớ ngay đến nhạc phẩm Chiếc Lá Cuối Cùng. Và nói đến nhạc phẩm Chiếc Lá Cuối Cùng thì hình như đã gắn liền với giọng hát mà đã đưa nhạc phẩm đó đến gần với chúng ta trước năm 75. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiếng hát của nữ ca sĩ Lệ Thu. Lệ Thu. Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng, một đàn chim cánh nhỏ chờ mùa sang. Chiều vào thu tiễn em sâu lạnh giá, lá trên cành từng chia cuốn bay xa. Đêm chia ly nghẹn ngào sao chẳng nói, chỉ nghe tim nức nở chờ về thôi. Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối, mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi. Mộng về một đêm xuân sang, em thì thầm ngày đó thương anh. Thuyền về một đêm trăng thanh, say mộng vàng đậu bên sông xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ chính, xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng. Đường thanh thang gió lộng một mình ta, rượu cạn ly uống say lòng còn xa. Lá trên cành một chiếc thank you.
mộng về một đêm xuân sang. Em thì thầm ngày đó thương anh, thuyền về một đêm trăng thanh, say mộng vàng đậu bên sông xanh, mộng tràn ngập đêm trăng sao. Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh, rồi một chiều xuân thơ chính. Đường thênh thang gió lộng một mình ta, rượu cạn ly uống say lòng còn giá. Lá chiến thành một chiếc khuây bay xa, rượu cạn ly quý vị. Sau khi quý vị đã thưởng thức hai nhạc phẩm của nhạc sĩ Tuấn Khanh là Hoa Xoan Bên Thềm Cũ và Chiếc Lá Cuối Cùng, bây giờ chúng tôi trân trọng kính mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ nhạc sĩ Tuấn Khanh. Xin mời nhạc sĩ Tuấn Khanh. Anh chưa đến 70 mà đi đã có người vịn như thế này. Thưa quý vị, tôi chắc là nhạc sĩ Tuấn Khanh khi mà nghe cái bản nhạc Chiếc Lá Cuối Cùng thì anh lo lắm. Là bởi vì anh tâm sự với tôi là cái bài đó anh viết là bài đầu tay của anh, là đêm qua trưa mà trời sao vội sáng. Nhưng mà anh cứ thấy có nhiều ca sĩ lại cứ hát là đêm trưa qua. Thành thử ra mỗi lần mà nghe một người hát cái bài Chiếc Lá Cuối Cùng anh hồi hộp lắm, anh chỉ chờ có mỗi cái chữ đó thôi. Thế anh có đúng thế không ạ? Dạ đúng. Cái đó là tại chắc là vì có chữ đêm đó, cho nên là mấy người thợ sắp chữ họ nghĩ rằng tôi buồn ngủ, tôi viết lộn thành là đêm qua trưa, tức là đêm trưa qua mà tôi viết lộn thành là đêm qua trưa, thành ra họ tự động họ sửa dùm tôi. Vậy thì xin quý vị nào từ nay hát Chiếc Lá Cuối Cùng, quý vị nhớ rằng là nhạc sĩ Tuấn Khanh tác giả là 40 năm nay rất là đau đớn, là mỗi lần cứ hát là cứ hồi hộp lắm. Thì quý vị hát là đây là một cái câu hỏi của ông là một người say, đêm qua trưa mà trời nó lại sáng như thế này, chứ không phải là đêm trưa qua quý vị. Thưa anh, lùi lại cái thời còn nhỏ, anh học nhạc để anh trở thành một nhạc sĩ sáng tác, hay là anh học vĩ cầm để trở thành một nhạc sĩ đàn vĩ cầm, hay là anh có cái giấc mộng trở thành một ca sĩ như mà lát nữa sẽ thưa với quý vị? Dạ thưa, thoạt đầu thì tôi chỉ học đàn để trở thành một nhạc sĩ vĩ cầm thôi, chứ không biết là ca sĩ hay là sáng tác gì cả. Vì lúc bây giờ tôi học thì cũng còn nhỏ, mới có mười mấy tuổi, hơn 10 tuổi. Rồi sau này thì anh sinh sống bằng nghề đàn vĩ cầm hay sao thưa anh? Vâng, thưa anh, sau này thì vừa sinh sống bằng nghề đàn vĩ cầm, vừa hát và cũng vừa sáng tác luôn. Vâng. Vâng thưa anh, thuở đầu mà chúng tôi được nhìn thấy cái bản nhạc Hoa Xoan Bên Thềm Cũ và được nghe cái bản nhạc đó trên đài phát thanh thì chúng tôi rất là rung động, bởi vì nó là một cái lời ca của cái thời thanh bình. Đó là tác phẩm, chúng tôi biết là tác phẩm mà anh in ra đầu tiên, có phải không anh?
thì anh có cái kỷ niệm gì đáng ghi nhớ để mà anh thưa lại với quý vị khán thính giả hiện diện nơi đây không? Nói về kỷ niệm thì nhiều lắm, thế nhưng mà cái kỷ niệm của cái bài Hoa Son Bên Thềm Cũ thì nó cũng rất là đặc biệt. Vì tôi còn nhớ là cái thủa đó thì tôi làm ở Đài Phát Thanh Sài Gòn. Thế và hát ở trong tất cả các ban, đàn ở trong các ban như là ban Võ Đức Tuyết, Văn Phụng, Phạm Duy, rồi Hoàn Trọng, vân vân, Nguyễn Quý Lãm. Thì khi mà mình là ca sĩ ở trong đó hay nhạc sĩ của các ban đó thì các ban sẽ có một cái ưu tiên cho, ưu đãi mình là mỗi ban chơi cho mình cái bài nhạc mình mới sáng tác thì là chơi một lần. Và cứ đi tour như thế thì hết mười mấy ban đó thì cái bản nhạc đó, bắt buộc cái bản nhạc đó là phải nổi. Mà nếu lỡ ra không nổi thì về phải xếp nó lại, đi làm bài khác, chứ không ai chơi lại cho mình một lần thứ hai nữa. Vâng, thế là thưa quý vị, là thời đó đó thì cái phương tiện mà Lăng Xê giới thiệu duy nhất là Đài Phát Thanh. Thì anh Tuấn Khanh, anh có một cái lợi thế là anh ấy là nhạc sĩ và là ca sĩ ở trong Đài Phát Thanh, cho nên là các ban nhạc ở trong đó đều Lăng Xê cái bài Hoa Son Bên Thềm Cũ của anh một lần. Nhưng mà nếu mà giống như bây giờ mời một ca sĩ lên Paris By Night mấy lần mà không thấy khán giả ủng hộ gì cả thì mình hiểu là thôi mình đi chọn nghề khác. Thì anh Tuấn Khanh cũng vậy, tức là tất cả các ban nhạc trong Đài Phát Thanh đã giới thiệu cái bài Hoa Son Bên Thềm Cũ của anh một lần mà anh chả nghe cái tiếng vang gì cả, thì anh ấy hiểu ngầm là thôi vứt cái bài đó đi viết bài khác, có phải không thưa anh? Dạ vâng, tại vì khi mà hát xong rồi đó thì tôi cầm cái bản nhạc của tôi nhớ là lúc bây giờ đi ra nhà xuất bản An Phú, tôi hỏi nhà xuất bản An Phú này, tôi có bản Hoa Son Bên Thềm Cũ Lăng Xê nhiều lắm rồi đấy, anh có in không? Thì anh lấy mà in. Thì anh ta cầm, anh ta bảo là chưa có ai hỏi cả, về Lăng Xê nữa đi. Thế thì tôi thất vọng quá, vì có ai Lăng Xê cho mình lần thứ hai nữa đâu. Thế thì tôi về buồn lắm, cũng đành phải từ từ xếp cái bản đó lại, và lúc bây giờ bắt đầu viết một bản nhạc khác. Đấy. Mà cái bản nhạc khác đó là cái bản nhạc có cái tựa đề là Chiều Biên Khu. Đấy. Thế thì tôi vừa viết cái bài đó xong rồi tôi đưa lên gửi anh em để anh em lại Lăng Xê cho tôi mỗi người một lần. Thì mới hát được một hai lần thôi thì tự nhiên hôm ấy tôi ở đường Trương Minh Giảng, thuê cái gác ở bên trên đường Trương Minh Giảng đó. Thế ở thì tôi thấy có tiếng gõ cửa. Tôi gõ cửa, tôi mới mở cửa ra thì thấy ông nhà xuất bản An Phú. Ông ấy bước vào, ông ấy bảo tôi là: này Tuấn Khanh ơi, tôi cũng nể ông lắm đấy. Bây giờ chả nhẽ ông mới có một bản như thế này mà tôi không in thì nó cũng kỳ lắm. Thôi ông ký cho tôi một năm đi. Đấy, để tôi ký cho ông một năm đấy. Thế thì gớm, tôi mừng quá. Vì thứ nhất đó là một coi như một cái bản nhạc mà mình được in đầu tiên. Mà ký một năm thì tức là mình có tới ngàn rưỡi. Ngàn rưỡi đồng. Ngàn rưỡi, nhưng mà quý vị cũng nhớ là lúc đó một tô phở có 3 đồng thôi. Thành ra nó to quá. Thì tôi mừng quá, tôi mới bèn, nghĩa là cảm ơn rối rít. Rồi tôi mới ký. Đấy. Ký xong một bản. Thì ký xong rồi đó, thì ông vừa mới đi xuống dưới nhà mà chưa ra khỏi đường thì tôi lại nghe thấy có cái tiếng xe, lúc bây giờ là cái xe Vespa đỗ trước cửa nhà tôi, lại đi lên lại gõ cửa tôi. Tôi mở ra thì tôi lại tưởng là ông An Phú quên cái gì quay trở lại, nhưng mà hóa mở ra thì lại hóa ra là nhà xuất bản Diên Hồng. Đấy, nhà xuất bản Diên Hồng mới hỏi tôi, bảo mới vứt một mấy cái tờ hợp đồng á, bảo Tuấn Khanh ký 3 năm Hoa Son Bên Thềm Cũ đi. Thế xong rồi tôi bảo tôi vừa mới ký một năm rồi, đâu có dám ký nữa. Và tại sao lại ký có một năm? Và thì không ai mua, chào mãi không ai mua cả. Bây giờ được ký được một năm thì mừng quá, thì phải ký gì. Ông không biết là ông không đi phòng trà. Mà tôi có đi phòng trà bao giờ đâu. Thế
không đi nhảy bao giờ? Có, thỉnh thoảng nếu mà có nhảy thì cứ nhảy dây thôi chứ không có biết nhảy đầm cái gì cả. Thế bảo rằng người ta hát đầy cả ra rồi mà tại sao lại ký có một năm? Và thì mãi sao tại sao ông lại đến chậm 5 phút? Sao ông không đến sớm cho tôi, ông báo cho tôi. Bây giờ làm sao mà tôi dám ký cho ông? Ký bây giờ một cái rồi thì nhỡ rồi nhà xuất bản An Phú mà kiện tôi thì làm sao? Thế anh ta bảo tôi thế nào tôi cũng không dám ký cả. Thì anh ta mới bảo tôi là thôi thì có bài nào mới hay không? Tôi bảo có một bài mới là bài Chiều Biên Khu, nhưng mà tôi vừa mới lăng xê được có một lần hai lần. Thì anh ta bảo tôi thôi thì cứ đưa đây để ký một năm cái bản này đi. Thế còn cái bản Hoa Son Miền Thềm Cũ đó thì ký, cứ ký 3 năm đi. Nhưng mà sau cái năm An Phú ký thì tôi sẽ in sau cái đó. Thế là tôi ký, lúc bây giờ tôi dám ký, tôi ký luôn như thế, tức là tôi được 5 năm cộng với là An Phú nữa là tôi có 5 năm rồi. Tức là anh được 9 ngàn. Dạ, vâng. Tính ra là 3.000 tô phở quý vị. Anh ạ, anh kể chuyện hồi hộp giống chuyện ma quá. Nhưng mà thôi, xin phép ngắt lời anh ở đây. Để mà... Anh nhớ là tôi đọc chuyện ma, tôi còn đọc nhanh hơn anh. Mời quý vị thưởng thức tiếp một nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Tuấn Khanh, có tựa đề là Quán Nửa Khuya. Thưa quý vị, nữ ca sĩ Phương Diễm Hạnh. Vòng hình
ăn đường Kỳ Duyên ngồi bên trong, Kỳ Duyên coi trong cái màn ảnh ở bên trong. Thì Kỳ Duyên phải có lời chúc mừng chú Tuấn Khanh. Tại vì thứ nhất là chú nói chuyện rất có duyên. Và thứ nhì là tuy năm nay chú 70 tuổi, nhưng mà chú đứng bên cạnh anh Ngạn, Kỳ Duyên thấy hai người xấp xỉ không có khác nhau là mấy. Không, cái đó không phải là Kỳ Duyên chọc anh Ngạn. Quý vị nhìn monitor, quý vị nhìn trên màn ảnh cũng thấy vậy. Có nghĩa là chú trẻ lâu. Chứ không phải là em nói anh già mau đâu nha. Chú trẻ lâu đó. Thưa quý vị, lúc nãy anh Ngạn có thưa qua với quý vị về những cái nét khác biệt của nhạc thính phòng đối với nhạc thời trang. Thì bây giờ Kỳ Duyên cũng xin đi thêm vào chi tiết một tí. Đúng, nhạc thời trang là những cái loại nhạc nó chỉ nổi bùng lên trong một thời gian rất nhanh. Điển hình là bây giờ chúng ta, những giới trẻ rất mê những loại nhạc của Britney Spears, của Jennifer Lopez hay là Ricky Martin. Nhưng mà ngược lại bên đó vẫn có những dòng nhạc mà bao giờ chúng ta cũng yêu thích, chẳng hạn như My Way của Frank Sinatra, hay là những nhạc cổ điển như là Ave Maria Serenade. Là những cái loại nhạc đó nó lâu dài hơn. Thành ra có thể tạm gọi là, Kỳ Duyên với anh Ngạn vẫn tạm gọi cái loại nhạc thời trang là cái loại nhạc mì ăn liền đó. Là... Khoan, tôi lại phải kể chuyện mì ăn liền, không có tôi quên mất. Có cái ông kia, ông đi ra tiệm, ông ấy mua gói mì ăn liền. Rồi sau này hôm sau thì ông ấy mang tới, ông ấy bóc ra thì thấy nó mốc. Ông chạy tới cái tiệm, ông bảo là, này bà chủ, cho tôi đổi gói mì này đi, nó bị mốc. Thế bà chủ bà ấy bảo, thế ông mua cái gói này bao giờ? Thế bảo tôi mua hôm qua. Thì bà ấy chỉ vào, rõ ràng người ta bảo mì ăn liền, nó không ăn ngay, ông mua từ hôm qua, nó mốc rồi, đúng rồi. Và thưa quý vị, sau đây để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Nhạt Nhòa qua giọng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa. Say đắm thẹn thùng e ấp ngại
góc xa nhau nghe lòng bao tô thiết tha hay nhạt phai. Sao anh bật tiếng khóc trong hôn mê khi cuộc tình từ xa? Tại mình còn yêu, tại mình còn thương, đôi mắt là thương, say đắm thẹn thùng e ấp ngại ngùng. Ngày ấy giờ khóc xa nhau nghe lòng bao tô thiết tha hay nhạt phai. Ngày ấy yêu nhau, giờ khóc xa nhau nghe lòng bao tô thiết tha hay. Trần Thái Hòa xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, có một cái điểm nhỏ mà chúng tôi xin thêm ở đây khi mà đang giới thiệu về nhạc sĩ Tuấn Khanh. Là hiện bây giờ trong nước có một nhạc sĩ Tuấn Khanh khác. Có một số bản nhạc mà chúng ta biết ở hải ngoại, Trả Nợ Tình Xa chẳng hạn, chúng ta cũng thấy là tác giả Tuấn Khanh. Nhưng mà tác giả Tuấn Khanh đó là không có dính gì tới nhạc sĩ Tuấn Khanh của chúng ta. Và ngoài ra thì thưa quý vị, có một cái câu chuyện giai thoại nó cũng vui, chuyện thật của nhạc sĩ Tuấn Khanh mà đáng lẽ là chúng tôi phải nhờ chính tác giả kể, nhưng mà lúc nãy ông kể nó hồi hộp quá, thành thử ra tôi bảo thôi anh cứ kể lại đi, tôi ra tôi kể cho cũng được. Thì, là thưa quý vị, là năm 1953 thì nhạc sĩ Tuấn Khanh lúc đó vừa đúng 20, thì ông có cái giấc mơ làm ca sĩ. Thì ông đến dự thi tuyển lựa ca sĩ của Đài Phát Thanh Hà Nội. Thì lúc đó ông nhớ là có tất cả là 120 thí sinh. Ngày xưa thì người Việt Nam chúng ta đi thi cái gì cũng sợ, là vì sợ nó rớt thôi. Giống như là mình sợ nghèo, sợ không đậu. Thi thì không đậu thì sợ quê với bạn bè, với hàng xóm. Giống như là ngày xưa, trước đây tôi có thưa quý vị một cái câu mà chúng ta hay nói là nghèo không sợ, mà chỉ sợ người ta biết là mình nghèo. Thì giống như là chúng tôi cũng có nhắc cái câu là mất ngủ không sợ bằng sợ mất ngủ. Tức là lúc nào cũng lo nâm nớp ở trong đầu thì nó không ngủ được. Thì thưa quý vị, là khi ông đến, ông hát cái bài ông ghi tên. Thì tên thật của nhạc sĩ Tuấn Khanh là Trần Trọng Ngọc. Nhưng mà lúc đến ông chỉ ghi tắt là Trần Ngọc thôi. Tức là ông bỏ chữ Trọng đi, để nếu mà ông hy vọng là rủi ông có rớt thì người ta không biết ông ấy là Trần Trọng Ngọc. Chứ tưởng là Trần Ngọc nào đó. Thì nếu mà ông rớt thì ông về có ai hỏi, ông bảo ôi thằng nào chứ không phải tao. Nếu mà ông biết anh thì chú có thể là Trần Ngọc Ngạn cũng gần đúng rồi đó. Thì ông ghi là Trần Ngọc, có số thí sinh báo danh đàng hoàng. Thì trong 120 người thi thì ông hát cái bài Đôi Chim Giang Hồ của nhạc sĩ Ngọc Bích. Thì lúc đó là do một nữ ca sĩ đã nổi tiếng khuyến khích và thấy giọng lúc đó thì dĩ nhiên là chưa có tên Tuấn Khanh. Tuấn Khanh là sau này khi vào miền Nam ông sáng tác thì mới có tên Tuấn Khanh. Còn lúc đó thì là Trần Trọng Ngọc, nhưng mà ông ghi là Trần Ngọc. Thì ông đi thi xong thì đến cái ngày có kết quả, ông đạp xe đến, ông nhìn thấy Trần Ngọc ông lại quên.
Ông lại quên là ông ấy lấy có hai chữ, thì ông cứ nhìn mãi không thấy Trần Trọng Ngọc đâu cả. Quên là tên mình hả anh? Quên là tên mình. Giống như là nhiều bà mà... Đúng rồi, thưa quý vị, ở đây Kỳ Duyên cũng biết rất nhiều những bà lớn tuổi Việt Nam, xong rồi đi thi vào quốc tịch Mỹ, xong rồi lấy tên Mỹ, xong rồi cũng quên cái tên mình lấy là gì. Hay là nhiều khi con cháu ghi hộ tên Mary Beth Nguyễn hay gì, tới chừng họ gọi lên thi thì cứ ngồi im, không biết là họ gọi chính mình. Thì nhà sĩ Tuấn Khanh mà đạp xe đến thì thấy cái bảng đó có tên mình, nhưng mà không biết là tên mình, quên, lại, quên là mình đặt là Trần Ngọc. Thì ông ấy buồn quá, ông đạp xe về, ông nửa đường ông lại quay lại. Ông quay lại thì ông ấy lấy cái phiếu báo danh thì thấy đúng cái số báo danh. Thí dụ như số 53 Trần Ngọc, thì ông bảo ơ mình. Đấy, ông bảo ơ mình. Và quý vị biết là 120 thí sinh mà ông đậu thủ khoa, tức là đậu đầu, trở thành mà giải nhất của ca sĩ Đài Phát Thanh Hà Nội. Thì tôi hỏi là thế trước đó anh có đi hát bao giờ không? Thì ông bảo có chứ, trước đó thì tôi cũng hát lăng nhăng ở trường, ở những cái nơi quen thuộc ấy. Thì tôi bảo thế từ ngày anh đậu xong mà thủ khoa mà giải của Đài Phát Thanh Hà Nội như vậy, thì từ cái lúc anh đậu xong đó, anh lãnh được tiền, cái số tiền nó trả có khác cái số tiền mà trước kia anh chưa đậu thủ khoa hay không? Ông bảo hai số tiền trả như nhau. Thành thử ông đậu, ông chỉ có một cái niềm vui là trở thành ca sĩ. Và sau đó thì ông gia nhập những cái đoàn văn nghệ của Bảo Chính Đoàn, tức là lúc đó là Quân đội Quốc gia, thì cũng đã bắt đầu là có những chương trình văn nghệ mà về sau chúng ta coi như là Tâm Lý Chiến. Đó là những cái kỷ niệm của nhạc sĩ Tuấn Khanh, mà lát nữa đây khi ông trở lại với chúng ta thì chúng ta có thể có những cái câu chuyện vui hơn. Nhưng đó là một trong những cái kỷ niệm mà ông kể với chúng tôi. Nhưng mà sau này khi vào miền Nam thì ông lại chuyên chú về chơi vĩ cầm, bởi vì ông nghĩ cái công ông học từ năm 10 tuổi thì ông chơi vĩ cầm ở Đài Phát Thanh, và ông làm về việc sáng tác nhiều hơn là ông đi hát. Vâng, và có một điểm mà chú cũng nói cho Kỳ Duyên biết là khi chú sáng tác là chú nghe những cái nốt nhạc đó từ trong đầu, rồi chú sẽ viết thẳng ra tay, chú không cần phải ngồi bên cạnh cái phím đàn hay cầm cái đàn. Mà Kỳ Duyên có hỏi là khi chú sáng tác thì thường thường vào buổi sáng, buổi tối, buổi chiều hay là lúc nào trong ngày, thì chú nói là bất cứ lúc nào, nhiều khi đang đi xe gì đấy, Lam Vespa hay là xe Vespa? Vespa. Xe Vespa mà cái dòng nhạc tự nhiên nó đến với chú thì chú phải quẹo ngay sang một bên để ngồi xuống lấy giấy viết ra liền, chứ không thôi là nó quên. Và thưa quý vị, một lát nữa tất nhiên chúng tôi sẽ kể thêm những giai thoại về sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Bây giờ xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm nữa của ông, đó là nhạc phẩm Hai Kỷ Niệm Một Chuyến Đi, qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Như Quỳnh. Anh đôi bạn đường ta riêng nhau,
cơn gió trôi. Đôi khi chợt nghe tiếng tâm tư vọng nào nề, ngược dòng thời gian đưa hồn đi tìm quá khứ, lúc môi không còn mềm, giấc mơ không neo tìm bóng ngả chiều hoàng. Lúc nãy chúng tôi có kể chuyện nhạc sĩ Tuấn Khanh tuyển lựa ca sĩ và đậu thủ khoa năm 53 của Đài Phát thanh Hà Nội. Bây giờ nói như thế mà không mời ông ra đây để hát vài câu thì nó vô lý quá, bởi có nhiều người sẽ không tin. Như vậy thì chúng tôi một lần nữa xin trân trọng kính mời nhạc sĩ Tuấn Khanh. Anh ngồi trong đó anh cũng nghe là tôi lỡ nói mọi người là anh là ca sĩ, mà anh lại đậu tới thủ khoa. Thành thử ra bây giờ tôi phải đề nghị anh hát một vài đoạn trong những nhạc phẩm của chính anh. Kể ra thì anh đưa tôi vào một cái thế thì nó cũng không biết là thoát bằng cách nào cả. Ủa sao anh bảo tôi lúc nãy là anh thích hát lắm mà? Nhưng mà cái thủa 20 thì tôi thích hát lắm. Vâng. Và thì anh cũng đừng quên rằng bây giờ là cái thủa thất thập rồi. Thì bây giờ thôi thì cũng chắc đã đến cái nước này thì cũng phải nghêu ngao vài câu. Xin mời anh Hùng đệm đàn guitar. Xin mời anh Hùng ra sân khấu. Lúc nãy chính anh có nhắc đến nhạc phẩm thứ hai đã giúp cho anh có được mấy ngàn đồng thuở ban đầu, có phải không anh? Dạ. Đó là bản nhạc Chiều Biên Khu. Bản nhạc đó thì quá nổi tiếng rồi. Bây giờ xin anh gửi đến quý khán thính giả một đoạn trong nhạc phẩm nổi tiếng, cũng là nhạc phẩm thứ hai của anh. Thưa quý vị, mời quý vị nghe nhạc sĩ Tuấn Khanh, tức là nam ca sĩ Trần Ngọc, trong nhạc phẩm Chiều Biên Khu. Chiều nay
đừng gác ngoài biên khu. Gió xa về rừng sương khói mịt mù, ngồi bên lửa bếp gia đình êm ấm, lặng nghe anh kể cuộc đời buồn vui. Công nhận là anh hát cũng chậm chậm giống như anh kể chuyện. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị nghe một bản nhạc nữa rất là thơ mộng, lời rất là lãng mạn, nó gửi một cái kỷ niệm. Anh Tuấn Khanh thì anh hay nói đến những kỷ niệm của một người đi xa, người trở về. Nhưng mà nó khác là nhiều tác giả cứ viết đi xa trở về thấy những cái bi thương ở nhà, thì anh Tuấn Khanh có cái đặc biệt là đi xa về anh lại thấy vui hơn. Thưa quý vị, đó là ý nghĩa của nhạc phẩm Dưới Giàn Hoa Cũ. Bước lần theo lối cũ tôi về, thầm mơ gian hoa tím xưa chưa phai. Đời tôi đã nhiều lần vui bước phong trần, gió lùa sao xuyên tim đơn chiếc thân. Lòng tôi vẫn còn ghi mãi phút êm đềm, thèm hoa chia tay lúc trăng đang lên. Hỏi tôi những chiều buồn mây tím có thương hoa thắm mong chờ không anh. Tôi nghĩ là thôi anh cũng phải tha cho tôi để... Tức là sức người có hạn phải không anh? Không thế, nhưng mà tôi tin chắc là với những cái rung động này thì tôi nhớ lại là chắc chắn là anh không thể quên được những cái xúc cảm của anh khi lần đầu bước lên sân khấu năm 1953. Một lần nữa xin cảm ơn nhạc sĩ Tuấn Khanh, tức là nam ca sĩ Trần Ngọc, đã cho chúng ta những tiếng hát rất là đầm ấm. Anh đứng đây chứ anh chạy đi đâu, anh chạy đi đâu. Thưa quý vị, là bây giờ xin mời nhạc sĩ Tuấn Khanh lại cùng với chúng ta thưởng thức nhạc phẩm khác của anh. Thưa quý vị, Một Chiều Đông với tiếng hát của nam ca sĩ Duy Quang. Thank you.
gian trôi qua mau, không phải lạc đâu. Một chiều đông bên sông, thuyền lênh đênh cặp bến. Đừng qua em ơi, sông nhuốm sương chiều. Một lần vương thương yêu và vui không bao nhiêu, chờ xuân tươi khoe sắc thắm muôn nơi. Chiều nay nhìn chiếc lá sắp rơi, mưa răng đầy trời. Ngời sáng khóe mắt em, mừng vui nghe qua đêm. Thôi đừng gọi tên. Tôi xin tạm ngắt một chút, không nói về nhạc sĩ Tuấn Khanh nữa. Để tại vì có một cái thư ở bên Na Uy gửi phản đối cô Kỳ Duyên thì chúng tôi cũng xin phải đọc. Không có thì các ông buồn lắm. Anh ơi, trong nhạc nhạc thính phòng, đại nhạc hội thính phòng là phải đàng hoàng nghiêm trang chứ, sao quy thơ đã phá em anh lại lôi ra đọc. Nó phá cái không khí nhạc thính phòng đi. Từ nãy giờ mình cũng cười nhiều rồi mà cô. Bây giờ là không, cười trên sự đau khổ của em phải không? Không, cái này thì cũng không có gì nặng nề lắm. Tức là ông này ở bên bên Na Uy sau khi viết ngày 7 tháng Giêng, tức là mới đây, thì sau khi coi cuốn Paris by Night 62 thì ông ấy chỉ nói như thế này là: duy có một điều tôi muốn nói ở đây là trong một nói chuyện với khán giả, anh Ngạn có giới thiệu cuốn sách tựa đề là 1000 cái dại của đàn ông do cô Kỳ Duyên sáng tác là tôi không đồng ý. Tôi xin đưa thưa với cô Kỳ Duyên rằng đàn ông chúng tôi không bao giờ dại. Chính cô Kỳ Duyên cũng công nhận đàn ông chúng tôi rất thông minh. Bởi vì đàn ông chúng tôi mắc phải cái tội tổ tông là khi xưa ông Adam đã nhẹ dạ nghe lời bà Eva để ăn phải trái táo Chúa cấm, nên bây giờ tất cả đàn ông chúng tôi đều còn mắc nghẹn ở cổ. Thế là quý vị thấy cái... nước không trôi à? Cái gọi là... Adam's apple. Vậy xin thưa cô Kỳ Duyên là đàn ông chúng tôi
chỉ ngây thơ và nhẹ dạ trước phái nữ chứ không phải là dại. Cô thấy sao? Cô có nên... Quý vị đàn ông có đồng ý với lá thơ này không ạ? Không thì tất nhiên Kỳ Duyên cũng đồng ý với người viết lá thơ này. Không phải bất cứ cái cử chỉ nào cũng là dại. Có thể cùng một cử chỉ mà hoặc là cùng một lời nói, tùy theo chúng ta nhìn cái khía cạnh nào. Ví dụ như là một ông chồng đi làm, đưa hết tiền lương về cho vợ, thì tất nhiên đó là một cái cử chỉ rất là, hồi nãy ông nói là cái gì anh hả? Tế nhị. Rất là tế nhị và nhẹ dạ. Nhưng cũng cùng một ông chồng đó, nếu đưa hết tiền lương cho bà hàng xóm thì Kỳ Duyên sẽ gọi là dại. Quý bà có đồng ý không ạ? Thì đúng rồi, đúng ra thì mình làm lương về thì cũng nên đưa cho vợ nửa rồi đưa bên hàng xóm một nửa, chứ đưa hết cả cho nó trung dung được, cho trung dung thì là đúng là dại rồi. Cho nên là chúng ta cũng nhớ là Tây phương người ta có một cái câu là hạnh phúc là một bóng ma. Trong cuộc đời lúc nào người ta cũng nghe nói đến ma, nhưng đã mấy ai gặp được ma. Thành thử ra cái hạnh phúc nó cứ chập chờn thôi, vấn đề chỉ là mình tự cảm thấy là hạnh phúc thì mình hạnh phúc mà thôi. Vâng. Và thưa quý vị, để tiếp tục chương trình văn nghệ, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Nhớ Nhau qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Hạ.
Ngọc Hà xin chân thành cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, nhạc phẩm vừa rồi quý vị vừa thưởng thức Nhớ Nhau có cái âm hưởng của nhạc Huế, đó cho chúng ta thấy cái nét đa dạng trong nhạc của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Và khi Kỳ Duyên hỏi chú thì chú nói rằng vì một cái tiếng hát nhẹ nhàng của nữ ca sĩ Hà Thanh mà làm cho chú xúc động để chú sáng tác một bài nhạc theo cái giai điệu của Huế để phù hợp với cái giọng hát đó. Anh Ngạn à, để thay đổi không khí một tí, chúng ta hiện giờ đang ở cái dạp Charles Schultz là ở Knott's Berry Farm, mà cũng chính tại dạp này mấy năm trước đây là người Mỹ họ vẫn thường thâu những cái Country Music Award đấy, phải không anh? Đúng như thế. Cái dạp này là nơi mà Mỹ đã thâu, thì nó nổi tiếng vì nó đã được đưa lên hệ thống truyền hình của Hoa Kỳ về Country Music trước đây. Nhưng mà cô, sao cô hay hỏi? Em hỏi anh có chút xíu mà anh làm gì dữ vậy? Quý vị biết là bên Mỹ này muốn hỏi phải trả tiền. Tại sao ai hỏi là sẽ trả tiền? Tôi có quen một ông luật sư. Ông ấy mở cái văn phòng cố vấn luật sư. Mà dĩ nhiên là ông rất là giỏi, cho nên ai muốn hỏi câu gì là phải trả tiền. Thì có cái ông bạn tôi, ông ấy hôm đó có chuyện gia đình, ông phải đến. Ông phải đến thì ông luật sư bảo đưa tiền ra. Thì ông bạn tôi, ông ấy móc túi trên túi dưới mãi mới được 400. Thì ông luật sư ông bảo 400 tôi cho anh hỏi hai câu. Thì cái ông bạn tôi ông mới gắt lên, ông bảo là tại sao mà ông lại đắt như, lấy đắt như thế là thế nào? Thì ông luật sư ông bảo như vậy là còn một câu nữa thôi. Thì cho nên bên này là quý vị biết là cho nên là tôi cũng có mấy ông bác sĩ mà bạn mà ông rất là khổ tâm là ông đi ra ngoài đường ấy, quán ăn ấy, người ta không có chịu đến phòng mạch để hỏi bệnh, cứ hỏi ông ngoài tiệm phở không à. Thưa quý vị, trở lại với dòng nhạc của nhạc sĩ Tuấn Khanh, như là quý vị đã gặp gỡ lúc ban đầu, ông có nhiều nhạc phẩm nổi tiếng từ trong nước, từ giữa thập niên 50. Nhưng mà nét đặc biệt là khi ông ra hải ngoại, ông vẫn cống hiến cho chúng ta những tác phẩm thật hay. Chẳng hạn như bài Nỗi Niềm chúng tôi hân hạnh gửi tới quý vị sau đây qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thái Hiền. Xa anh em
Cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, tháng 9 bước vào mùa thu, lẽ ra phải là những tháng ngày êm ả, nhưng riêng với nhạc sĩ Tuấn Khanh, đó là thời gian biến động của tâm hồn ông, và ông đã ghi lại trong nhạc phẩm Tháng 9 Dòng Sông. Chúng tôi mời quý vị thưởng thức sau đây qua tiếng hát của nữ ca sĩ Trúc Quỳnh. Anh nguồn đời
Thưa nhạc sĩ Tuấn Khanh có xuống dưới khán giả không ạ? Chúng tôi mời nhạc sĩ Tuấn Khanh trở lại sân khấu. Chắc là ông tưởng cái phần của ông hết rồi để ông đi ngủ đâu rồi. À kìa, anh ơi anh có thể lên thẳng đây anh. Anh lên đây. Có lẽ là vì ngồi ở dưới đó thì nghe cái âm thanh nó hay hơn. Thành thử ra ông cũng muốn thưởng thức lại nhất là bài Nỗi Niềm là cái bài rất nổi tiếng ở hải ngoại và được nhiều ca sĩ trình diễn. Thành thử ra anh là xuống dưới. Thưa anh, lúc nãy từ nãy đến giờ chúng ta đã nói nhiều câu chuyện về những giai thoại, về những sinh hoạt của anh. Và quý vị khán thính giả cũng đã được thưởng thức một số những nhạc phẩm đặc sắc tiêu biểu của anh. Bây giờ xin hỏi anh một câu là anh còn tiếp tục viết hay không? Và hiện bây giờ anh viết loại nhạc gì thưa anh? Hiện giờ thì tôi đương viết nhạc thiền. À vâng, thiền ca. Vâng. À. Và tôi đương cũng đồng thời đó thì tôi cũng hoàn thành một nhạc phẩm mới của tôi là bản Gió Đêm. Tôi định là nhạc thiền và cái bản nhạc Gió Đêm đó thì tôi Gió sẽ... Đêm là tình ca hay sao anh? Tình ca. Dạ. Vâng. 70 tuổi vẫn còn tình ca. Vâng. Lúc nào tôi nghĩ là làn mi khép lại thì lúc bây giờ mới là thôi rồi. Không, anh nói là 70 mà anh vẫn biết tình ca thì tôi cũng thấy tự an ủi được phần nào. Tại vì tôi cũng còn dài anh. Thưa anh, thiền là anh viết lời luôn hay là anh dùng lời có sẵn của người khác thưa anh? Thưa tôi, phổ thơ của tu sĩ Tịnh Liên. Tôi phổ thơ thiền đó. Vâng. Của tu sĩ Tịnh Liên. Thưa anh là cả hai cái dự án đó chừng nào anh dự định hoàn tất và trình làng ấy? Tôi định là trong cái năm mới này là năm Nhâm Ngọ đó. Thì tôi cũng vừa đúng 70 thất hợp đó. Thì tôi sẽ... Năm Nhâm Ngọ là năm 2002. Vâng. Thì vâng, thất hợp là anh ấy tính tuổi ta. Chứ còn là anh sinh năm 1933 thì tức là năm nay anh là mới 69, anh còn được năm nữa anh. Nhưng mà anh muốn trình làng theo tuổi ta phải không ạ? Vâng, thì xưa nay thì nói đến tuổi Tây thì có ai hỏi tuổi Tây đâu. Thì mình chỉ có bao giờ thì cũng hỏi tuổi ta thôi. Vâng, thưa anh là xin thay mặt cho Trung tâm Thúy Nga, cho chương trình Paris by Night hôm nay hân hoan chào đón anh trên chương trình hôm nay. Và cảm ơn anh đã cống hiến cho quý vị khán thính giả những nhạc phẩm thật là đặc sắc. Và chúng tôi xin được phép thay mặt cho đại gia đình nghệ sĩ Thúy Nga, cũng như là nếu quý vị cho phép thì chúng tôi được xin thay mặt quý khán thính giả ở đây kính chúc anh lúc nào cũng dồi dào sức khỏe và những dòng nhạc của anh vẫn tiếp nối tuôn tràn để mà quý thính giả có được những tác phẩm kế tiếp anh. Dạ, xin mời anh. Dạ. Tuấn Khanh rất là hân hạnh và tha thiết cảm ơn quý khán thính giả của đêm văn nghệ thính phòng Paris by Night. Xin cảm ơn trung tâm Paris by Night. Xin cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Ngạn và cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Cuối cùng thì tôi cũng không quên là xin gửi trọn vẹn tất cả niềm vui và cái hạnh phúc của tôi đêm nay về với gia đình. Và tất cả những người yêu thương Tuấn Khanh, tôi xin hết. À,
Xin cảm ơn anh. Và trong cái nỗi xúc động của anh thì chúng tôi mời anh đứng lại đây để thưởng thức thêm một nhạc phẩm nổi tiếng của anh. Thưa quý vị, Mùa Xuân Đầu Tiên với Thế Sơn và Như Quỳnh. Chiến sĩ mơ say bên đàn trẻ bé thơ ngây.